Alo. Hôm nay thì chúng ta sẽ học tiếp cái phần mềm tiếp theo là học After Effects. Cái này nó là một cái gọi là phần mềm đồ họa. Cái này là chuyên gọi là về VFX kỹ xảo cho video chưa? Cái này thì là cái giao diện khi mình mở lên này thì nó cũng sẽ có một cái phần là New Project hoặc là Open Project hoặc là New Change Project, đúng không? Thì là mình đầu tiên là nếu mà có những cái mà đã mở sẵn như này thì mình có thể mở lại, hoặc không thì tạo mới, đúng không? Tạo mới sẽ là New Project này. Đó. Đây là cái giao diện của cái phần mềm Premiere bản After Effects bản 2022. Nó cũng tương tự như là bên Premiere thôi. Nó sẽ có một cái cửa sổ là Project. Cái cửa Project này nó cũng có cái cửa sổ Effect Control và nó có một cái cửa sổ Composition, đó chính là cái phần liên quan đến đường ra. Và bây giờ ấy, nó lại có một cái footage và layer đó. Thì ở bên này nó sẽ thay thế cái một cái video gốc bằng cái gọi là footage, và nó trên lớp thì nó gọi là layer. Đó. Còn cái phần mà composition nó chính là cái con tổng, tức là cái mà hiển thị hình ra. Bên dưới của nó cái timeline giống như bên Premiere thì nó gọi là sequence đúng không? Thì bên này nó gọi là con. Đó. Ở đây thì cái phần mục effect and preset thì nó sẽ nằm mặc định nó đang là bên tay phải đúng không? Thì mình có thể nhấc nó sang trái hoặc là đi đâu cũng được. Cái này cũng giống như buổi trước thôi, là tất cả cái giao diện này mình có thể thay đổi được cái vị trí của nó. Ví dụ như là hai cái ông này này, cái mình đang kích này, project và cái effect control này, hai cái này đang nằm trên một cái cửa sổ chung. Thì như vậy các bạn sẽ rất khó quan sát, đúng không? Giống như các buổi trước mình thấy các bạn làm ở bên Photoshop ấy, là rất khó quan sát được cái hình này. Thì mình sẽ nhấc cái effect control này sang bên phải một chút xíu, các bạn sẽ để cái biểu tượng này đó. Mình muốn đưa nó đi đâu thì mình sẽ đưa nhẹ nó một cái và nó có cái biểu tượng, có biểu tượng này đó, thì mình sẽ bỏ tay ra đó, thì nó lập tức hình thành cái này. Import dữ liệu thì cũng cũng vậy thôi, nó sẽ tất cả các cái dữ liệu đều để dựng ở trong này thì nó đều nằm trong cái mục project, và mình có thể kích đúp là một đúng không, hoặc là kích chuột phải chọn import file chưa? Đó, hoặc là mở một cái thư mục sẵn có ở đây. Đây. Sau đó thì mình ném trực tiếp vào, ví dụ như này. Đây, ví dụ như này. Đây. Ném thẳng vào. Đó. Thì ở trên này khi các bạn kích kích đúp vào, thì các bạn sẽ kích đúp vào, các bạn sẽ nhìn thấy nó là footage đúng không? Kích đúp vào cái này, tức vào cái file này. Đấy, thì nó ra cái footage. Ở bên Premiere thì nó là cái cửa sổ là cái cửa sổ score, thì bên này nó gọi là footage. Và cái cửa sổ composition này, nó khi nào mình thả cái này, thả cái lớp video hoặc là cái lớp hình xuống cái lớp con, được chưa? Thì lúc đó cái cửa sổ con bên này nó mới xuất hiện. Đó. Cũng giống như là trước tôi, là cái cửa sổ composition này nó chính là cái cửa sổ mà chính là để mình xuất ra cái file, cái hiển thị ra cái mình đang làm. Cái điểm khác biệt đó là gì? Ở đây một cái com của bên After Effects này nó lại không giới hạn, tức là nó bị giới hạn bởi cái thời gian, tức là gì?
cái này nó sẽ không dài gì, dài vô tận đó, mà nó dài theo cái ngưỡng mà mình đặt chưa. Đấy. Nó cũng có thể dài vô tận bằng cách là mình sẽ đặt thêm cái tham cốt cho nó dài ra, còn không thì nó sẽ là một đoạn ngắn thôi đó. Bên này nó không ưu tiên, tức là gì, nó phụ thuộc vào cái file của các bạn vứt vào. Đấy. Nó dài bao nhiêu thì khi mình thả một cái com xuống nó dài bằng bấy nhiêu luôn, nó không dài hơn và nó cũng không ngắn hơn, tức là nó phụ thuộc vào cái file mình vứt vào đó. Thì ở đây nữa là các bạn hãy quan sát là ở đây bây giờ tất cả các cái hình hình ảnh hoặc âm thanh thì nó lại nằm chung ở một cái đường line, được nằm chung là một cái đường gọi là một cái đường layer này, nó gọi là layer 1, layer 2. Tức là bạn thả 1, thả 2, thả 3 thì nó vậy. Đó. Ở đây là nó tiếng và hình nó được chung nhau. Đó. Và bây giờ ở cái mục effect control này nó lại không cho mình xuất hiện cái thuộc tính của nó là chẳng hạn như là position, vị trí của nó này, scale ấy, nó cũng không có nữa. Đó. Khi mình click vào này nó không lên nữa, nó không có nữa. Thì bây giờ click ở cái mục cửa sổ effect control này nó đã ở trong cái mục dưới này rồi, tức là khi mình mở một cái mũi tên này ra này, mở một cái mũi tên này ra, mình sổ nó ra này đó, thì mình sẽ nhìn thấy là cái transform của nó đây, tất cả các thuộc tính của nó bây giờ nó lại nằm ở đây đấy. Thuộc tính là trên dưới này, lên trên xuống dưới này, position này, được chưa? Thế nó nằm ở đây rồi. Được chưa? Đấy. Độ to nhỏ nó cũng nằm đây hết. Rotation nó cũng nằm ở đây luôn. Tất cả các dữ liệu à, các tất cả các thuộc tính của nó lại nằm ở mục dưới này. Cái cửa sổ effect này, control này khi nào mình thả các hiệu ứng vào đây thì bắt đầu effect control nó mới có xuất hiện. Nó giống như bên kia, tức là nó lại chia đôi ra, nó chia cái này ra là cái thuộc tính của một cái video hoặc một cái ảnh bất kỳ thì nó sẽ đều thuộc tính nó nằm dưới hết. Khi nào mình add thêm một cái hiệu ứng gì đó thì nó lại vẫn về cái mục effect control. Ví dụ như là mình thả cái một cái hiệu ứng vào đây này, ở bên này này, vứt vào trong cái mục này đó, thì ở cái mục effect control nó mới có xuất hiện cho mình cái hiệu ứng vừa rồi đó, thấy chưa? Đây này. Thì bây giờ là thuộc tính nó mới có ở đây. Tức là khi nào mình thả cái hiệu ứng vào thì cái bảng mục effect control này nó mới có, còn không là nó không có đâu. Thì tất cả nó cái phụ nó lại tất cả các thuộc tính của cái ông này nó nằm hết ở dưới này rồi. Chưa? Này, thuộc tính nó nằm dưới đây. Đấy. Ở đây thì nó sẽ có là gì, nó sẽ có cho mình các cái thanh gọi thanh công cụ làm việc ở nó nằm ở trên cái mục tab này luôn đó. Ở đây nha, ví dụ như nếu như mình muốn thêm những cái gì đấy thì các bạn hãy mở mở cái mục ở Windows này, tất cả các mục nào mà nó đánh dấu V này chứng tỏ nó đang hiển thị ở trên màn hình, được chưa? Những cái phần nó tích như này là đang hiển thị trên màn hình. Còn cái nào mà chưa có thì mình có thể tích thêm, đúng không? Hoặc không thì có thể bỏ bớt, vì nhiều cái nó sẽ rất là rối, nếu mà mình mở nhiều quá nó sẽ bị rối. Ví dụ như cái mục audio này mình không muốn, mình tắt nó đi này. Đấy, để cho nó rộng, ví dụ thế, mình không cần thiết, chưa? Đây, kích vào này thì nó sẽ ra một cái cửa sổ nó gọi là footage, đúng chưa? Đấy. Tức là chỗ mà để mình view được cái file gốc. Đấy. Còn bây giờ mình muốn làm việc với cái file này thì mình sẽ cầm cái file này xuống dưới cái mục nó gọi là con. Cái này nó bây giờ nó sẽ ở trong đây thì nó không gọi là sequence nữa mà nó gọi là con. Đấy. Con là gì? Nó là của rất nhiều thứ, tức là đặt vào đây nó cũng giống như là sequence thôi nhưng mà tên gọi nó khác nhau.
Đấy. Nó cũng có thằng code. Được chưa? Đây, khi mà mình vứt xuống cái mục dưới này mà cái file của mình nó lại không đầy, nó không tràn hết cái khung này, thì các bạn có thể mở ra thuộc tính của nó này, transform, và ngoài mình đi tìm đến cái mục mà scale, kéo to nó ra. Được chưa? Đấy. Kéo to nó ra. Cái này là một là kéo tay, hai là dùng cái phím Ctrl Shift F. Được chưa? Ctrl Alt F. Đây này, chính là cái chuột phải này. Nó chính là cái chuột phải này, và mình chọn cái mục liên quan đến Transform, và mình đi tìm đến cái mục mà Fit to Com, được chưa? Ctrl Alt F, được chưa? Đấy, nó chính là phím tắt, đó chính là làm full nó lên. Đấy. Nó giống như là bên Premiere thì mình kích chuột phải mà mình chuyển scale to frame size, đúng không? Thì nó sẽ bằng đúng kích cỡ vậy. Còn không thì mình sẽ dùng phím tắt là Ctrl Alt F, à, đúng không? Ctrl Alt F. Đó. Nhấn vậy. Rồi. Ví dụ như trong cái trường hợp này này, mình thả vào đây. Nó là phông xanh, đúng không? Ở trong Premiere thì phông xanh sẽ được key bằng một cái là Ultra Key, đúng không? Thì bên này các bạn sẽ dùng cho mình cái key line, cũng là key. Nhưng bây giờ các bạn gõ từ key này sẽ có color key này, luma key này. Thì ở đây bên này nó có cái lượng mạnh nhất, đó chính là key line 1.2. Bây giờ thả vào cái layer mà mình muốn key, thì ngay lập tức ở cái mục effect control này nó sẽ xuất hiện cho mình cái key line này, thấy chưa? Đấy. Thì bây giờ là cái effect control này nó chỉ xuất hiện những cái tính năng mà mình thả vào, chẳng hạn như mình dùng cái kỹ xảo gì thì trên cái effect control nó sẽ xuất hiện những cái đó. Đó, nó không giống như là bên Premiere là các bạn vứt là nó vứt chung với cả thuộc tính của cái phần mà transform đây này. Đấy, rồi transform nó chuyển sang đây rồi. Thì bây giờ effect control nó lại nằm đây. Để điều chỉnh, và các bạn cũng nhìn thấy là cái phần effect của cái góc dưới này nó cũng có tương tự key line, hai cái thông số giống nhau. Đây với lại mình mở rộng nhé nhá. Đây. Cái phần key line này với đây là giống nhau. Khi mình kích này, chọn này. Chọn màu xanh này. Ví dụ thế nhá. Đó, thì bên dưới nó cũng nhận màu xanh, trên cũng nhận màu xanh, tức là bảng thông số nó giống nhau. Ấn ok. Đấy. Và các bạn điều chỉnh thông số này với thông số trên nó là như nhau. Được, thấy không? Thấy nó thay đổi không? Đấy. Thì bên này cái thuộc tính keyline, tức là cái hiệu ứng keyline này nó dạng là plugin ấy, thì nó key cũng khá là sạch. Đấy, nó sạch hơn cả bên Premiere cơ. Nhưng mà cái trường hợp này tại sao lại lại bên này cũng có key mà lại không giống key bên kia, là ở đây nhiều trường hợp là mình phải key ở bên này, sau đó thì mình mới link sang bên kia để làm, đúng không? Cái này là giống như hôm trước mình nói rồi, là phần mềm Premiere các phiên bản giống nhau thì các bạn có thể link sang để làm tiếp, để sửa, ví dụ như thế. Đấy là hiệu ứng của nó, ví dụ một vài cái hiệu ứng nha. Còn bên này các bạn đã nhìn thấy là cái mục Effect and Preset này nó sẽ có vô vàn cái hiệu ứng, được chưa? Nó từ cái bộ BCC này hoặc là bộ CCC, nếu như là ở nhà ai đã cài cái bộ này rồi, cài cái bộ này hoặc là phiên bản 2022 thì nó sẽ có tương ứng cái này. Đấy, thì cái bộ này là bên Premiere bản 2022 là nó cũng có một vài các cái tính năng đã nhìn thấy ở bên Premiere rồi, chẳng hạn như cái phần lens flare hay là mấy cái phần mà snow tuyết rơi hoặc là lighting, ví dụ nó đã có sẵn rồi. Đấy. Tức là hai bên phần mềm bên này bên kia nó đang gần giống nhau, tức là một vài tính năng nó cho phép bên Premiere dùng được. Đấy. Rồi. Cái này là một cái giao diện mà mình làm nhá, giống như bên trước bên kia thôi, là cái giao diện này các bạn có thể thay đổi tùy ý và theo mình mong muốn, và sau đó thì lại cũng lưu lại một cái CVS, một cái cửa sổ riêng của mình, đặt tên nó vậy, đúng không? Đây này, ví dụ như là tên như đặt này. Tức là gì? Ở cái cửa sổ này này, các bạn có thể chọn một trong bất kể các cái giao diện khác nhau để mình làm việc. Ví dụ như là mình muốn chọn effect này thì nó sẽ thay đổi cho mình cái giao diện là liên quan đến effect nhiều hơn. Bây giờ mình không muốn
Effect thì mình muốn chuyển chuyển ở color đây, kích vào thì nó sẽ ưu tiên cái mục mà màu. Và một cái nữa là nếu mà mình đã làm rồi thì mình sẽ chọn cái tên của mình thôi. Đấy, chọn cái tên của mình. Đó, thì nó về cái cửa sổ giao diện. Giống như cái bên Premiere là các bạn cũng có thể tạo cho mình một cái giao diện, một cái cửa sổ làm việc nó phù hợp. Chưa? Học ở trong After Effects này thì là cái phần mềm này nó cũng sẽ là cũng sẽ là khó hơn so với việc là làm dựng phim. Bởi vì sao? Dựng phim thì là đơn thuần là các bạn đi lấy các dữ liệu mới, dữ liệu quay hoặc là dữ liệu từ ảnh vào trong Premiere. Thì bên này nó sẽ rất là hạn chế cái việc mà các bạn lấy file vào. Tức là gì? Cái file nào các bạn mong muốn làm ở bên này thì mới import vào đây thôi. Đúng không? Còn không thì là không nên import cả một tổng thể tất cả vào đây được. Đấy. Nó sẽ gây nặng và nhiều file mình sẽ không lấy hết. Đấy. Rồi, bây giờ sẽ đi học một vài các cái tính năng của cái phần này. Bây giờ mình sẽ học những thanh công cụ thôi, bản chất của nó sẽ là các thanh công cụ thôi. Cái thanh công cụ nó chính là cái mục tool này này, chính là cái thanh công cụ đây. Các bạn nhìn thấy ở cửa sổ được không? Đấy. Thì nó cửa sổ nó đây. Đầu tiên là cái phím mà selection, đó chính là phím V. Cái phím này nó giống như là một cái phím di chuyển bình thường, tức là một con chuột bình thường để các bạn dễ di chuyển hoặc là dễ chỉ vào cái đối tượng, đúng không? Tức là một con chuột bình thường, khi mình vào đây mình sẽ đẩy đẩy con chuột này. Giống như bên trong bên Premiere là gì? Cái con chuột này nếu như mình đang sử dụng phím C thì mình phải luôn luôn là thay đổi lại cái phím này bằng cách ấn chữ V. Đó chính là về cái thanh ban đầu, tức là về cái phím chuột bình thường để các bạn có thể làm tiếp được công việc khác, đúng không? Là cái phím này này. Sau đó là cái phím thứ hai là phím Hand. Đó là biểu tượng phím tắt của nó chính là H. Cái phím này nó chính là cái bàn tay, tức là gì? Tôi muốn là nắm cái này này. Đấy, nắm cái này, đẩy cái này đi xem vào một cái vị trí nào đó. Thì mình sẽ đưa, mình cầm nó, mình cái chuột trái và mình cầm vào nó này. Sau đó mình đẩy, mình dê. Mình muốn xem to, xem nhỏ thì mình sẽ dùng cái chuột, cái con lăn của chuột là mình sẽ lăn, đúng không? Lăn tiến hoặc lăn lùi thì nó sẽ là phóng to hoặc thu nhỏ. Đấy. Đúng không? Cái phím này để rồi. Tiếp theo là cái phím mà gương cái kính lúp, nó chính là zoom. Đấy. Tức là gì? Giống như mình vừa rồi làm nữa là zoom to hoặc zoom nhỏ, đúng không? Zoom to thì mình kích vào này nó sẽ dấu cộng thì là sẽ là to. Còn bây giờ muốn nó nhỏ lại thì ấn phím Alt T là nó sẽ phím trừ, đúng không? Cái này nó giống như ai là học làm trong Photoshop ấy, là nó cũng tương tự như vậy thôi, là một là zoom to, hai là zoom nhỏ. Đấy. Tức là sao? Tại sao phải làm này? Bởi vì khi mà đối với vài trường hợp mình phải mark nó lại hoặc là mình phải cắt nó thì mình phải phóng to nó lên. Đấy, phóng to lên nhất có thể để mình mark cái đường mark cho nó chuẩn. Được chưa? Hoặc là mình khi mình xem các đoạn ghép này này, nó đã chuẩn chưa? Nếu mà chưa chuẩn thì mình chỉnh lại. Đấy là tại sao cái phím to nhỏ này, hoặc là giống như kiểu timeline vậy. Phóng to lên để làm gì? Để nhìn rõ. Tiếp theo các bạn nhìn thấy là ba cái phím ở chỗ này này. Đó là cái phím Orbit Around này, và cái phím này Under Cushion này, và một cái nữa là Dolly Towards. Đó, ba cái phím này nó không sáng là vì sao vậy? Là vì ở đây này, ở đây là tất cả các cái file vào đây, nó gọi là môi trường đấy, trong môi trường là 2D hình dẹt, được chưa? Thì nó sẽ không có cái biểu tượng đấy. Bây giờ mình sẽ kích vào cái hộp khối ở bên dưới này này. Ở hộp khối này nó chính là gọi là 3D layer. Tức là tôi đang để cái chế độ này đang là 2D. 2D là gì? Ví dụ như là đây 2D này. Là mình sẽ làm này này, đây là 2D, nó thì nó chỉ xoay được trên cái mặt phẳng thế thôi. Bây giờ mình tích, đấy nó không sáng nha, bây giờ mình sẽ tích vào cái cửa sổ ở cái mục là nó có cái mục là 3D này, nó có hình khối đấy. Nếu như các bạn mà để ý nhá, nếu mà nó không có, nếu mà máy của các bạn không có, tức là gì, nó đang bị tắt đi một cái expand
đấy, con tức là gì, nó muốn là co gọn lại cái này để các bạn khó dễ nhìn đấy, nếu mà không nhìn thấy thì các bạn kích nó vào đấy, để sổ nó ra, để sổ nó ra đấy. Được chưa? Đấy, sổ nó ra thì nó được. Được chưa? Đấy, cũng giống như cái phím gai vậy, để sổ ra, và phím thứ ba cũng vậy, nó sổ ra để sổ ra tham code. Được chưa? Đấy, có rất nhiều cái để sổ, hoặc là mình đóng nó lại đấy, để thu gọn nó lại. Rồi bây giờ mình sẽ kích vào cái 3D này đấy, thì ngay lập tức là ba cái thanh công cụ này nó lại sáng lên. Đó, ba công cụ này sáng lên đồng nghĩa việc là gì? Các bạn sẽ chỉnh chỉnh vào đây. À đấy, cái này nó chính là bây giờ nó sẽ cho mình đặt cái này một trong một cái bức, gọi là một cái bức 3D, tức là gì, làm cho cái môi trường của nó bây giờ thành một cái ảnh đấy, là nhìn được cái chiều ngang, tức là lại 3D đây, tức là mình có thể nhìn được chiều này, chiều này. Đấy, dựng khối lên vậy đúng không, kích vào cái dưới các bạn nhìn thấy nó là đây, kích vào cái dưới, nhưng các bạn lại làm này, đây này, tích vào cái này này, nhưng mà nó sẽ không có biểu tượng, là không xoay được, mà vẫn xoay cái trên là chứng tỏ là cái gì, cái file này này, cái file thứ hai này này, nó cũng không phải là file 3D đấy. Thì bây giờ mình cũng phải tích vào cái mục 3D này lên đó, chưa, thì lúc đấy là mình sẽ xoay được. Tức là gì, lúc đấy là nó sẽ nằm cho mình một cái môi trường mà mình có thể làm lật nghiêng lật xuôi này cũng được đấy, gọi là môi trường 3D. Đây các bạn nhìn thấy cái khối của nó đây không, đây không? X, Y, Z đây này, các cái trục của nó đấy. Đấy, đây là xoay, được chưa? Tiếp theo đến cái mục bên này, span, đó là gì, sang trái hoặc sang phải, đặt lên trên hoặc xuống dưới đúng không, tọa độ. Đấy, tiếp theo là cái phím nữa là dolly, kích cho vào, à to đến nhỏ hoặc nhỏ đến to, thấy chưa. Đấy, tức là mỗi một cái phím nó đều cho mình một cái tác dụng khác nhau. Để các bạn biết là bây giờ sẽ là cái này nó sẽ nằm trong một cái khối như vậy, thì mình có thể làm được 3D là gì, làm được 3D là làm cho cái layer này, làm cho cái nội dung này nó có thể chuyển động trong được một cái trường 3D. Môi trường 3D là gì, mình có thể cho nó lật nghiêng lật góc hay là gì được, nó giống như là mình làm basic 3D ở trong Premiere vậy đó. Nó không có đâu, logo đấy nó chỉ là cái lật góc 3D thôi, còn cái này nó là trong một cái môi trường 3D, là các bạn có thể làm nó được nhiều nhiều thứ hơn, nhiều thứ hơn. Cái kia nó chỉ là lật góc, nó cũng dạng như này nhưng mà nó không thể đa dạng được như ở đây. Chưa? Đấy, thấy chưa? Ở trong này chỉ cần tích một cái thôi, tức là trong này cái tính năng của ứng dụng nó có thể làm cho mình được một cái hình khối, một cái hình khối lập phương, giống như một cái bóc như vậy. Tức là mình có thể tạo ra được cái môi trường như thế này, tức là ghép ba bốn cái ảnh này để thành một cái khối đấy. Đúng chưa? Đấy. Được chưa? Cái trong môi trường này nếu mà mình không bật 3D này lên này, mình không bật 3D này thì nó trở thành 2D. 2D là chính là mặt phẳng, dẹt, mình nhìn thấy luôn, trực diện luôn. Đấy, còn mình muốn nó 3D thì mình sẽ tích cho vào. Tích cho vào để mình thay đổi. Lúc đó là mình sẽ thay đổi được cái góc này, xoay này, và xoáy này nữa, đúng không? Đó. Rồi, tiếp theo là cái phím rotation, nó chính là cái góc xoay thôi. Góc xoay thôi. Góc xoay 360 độ đúng không? Đó là cái rotation này. Rồi bây giờ mình sẽ tắt cái này đi này để cho nó trở lại bình thường. Các bạn sẽ nhìn thấy cái phím tiếp theo là cái phím pan v2 anchor point. Cái này nó chính là cái phím mà dịch chuyển cái tâm. Đó, dịch chuyển cái tâm xoay. Bình thường là bên Premiere là các bạn sẽ cầm trực tiếp vào là xoay được, đúng không? Nhưng bên này, ví dụ như trong trường hợp này, đầu tiên nó ở trong cái tâm là mình xoay đúng cái tâm này. Nhưng bây giờ nếu mà mình để cái biểu tượng là cái chuột bình thường này, mình sẽ không thể nào di chuyển được cái tâm này ra một cái góc cạnh nào khác.
mà nó ở cái giữa tâm rồi, nó vẫn ở giữa đấy, nó không thay đổi được cái tâm này. Tức là gì, tôi muốn nó xoay như kiểu là hình quạt ấy, ở góc thôi. Thì bây giờ là mình sẽ phải kích vào cái mục ăn van behind này, ấn y này, là mình có mới thay đổi được cái góc này nhá, thay đổi được cái tâm này. Cái tâm này là gì, đôi khi mình làm cái này để làm gì, để mình xoay hoặc là làm một cái cánh quạt hay là một cái vị trí nào đó để mình nhấc cái này ra. Đấy, thay đổi được cái vị trí của nó đi, được chưa? Đấy. Cái này là sau là ai mà muốn làm dạng thiết kế đồ họa là gì, những cái mà người ta nhung chung mình làm là một cái ảnh được thiết kế sẵn đúng không, ví dụ đối với nhân vật người hoặc cái gì đấy, hoặc là cái lá ấy, ví dụ như thế, thì người ta muốn là cái lá này nó cứ rung rinh ở trên cái cành cây ấy, đúng không? Thì cái tâm xoay của nó phải đưa vào cái cuống của nó để nó xoay thì nó đúng được. Nếu mà mình để giữa cái lá đấy thì cái lá nó sẽ xoay tròn tròn đúng không, thì nó xoay nó không đúng, thì cái tâm này nó mới nhấc về được. Đây này, nhấc vào đây này, ví dụ như cái đây là cái gốc của cái lá, như thế mình đặt đây thì khi đó mình xoay rotation này thì nó mới đúng được, đúng không? Nó mới đúng đưa được chứ, đúng không? Đó. Chứ còn nếu không thì bình thường là mỗi một cái ảnh, một cái hoặc một cái file bất kỳ, một cái layer bất kỳ thì chắc chắn là luôn luôn nó nằm ở trong cái tâm này, này. Đấy, nếu mà mình xoay này chắc chắn là cứ xoay tròn, đúng không? Nếu trường hợp đây là bánh xe thì là ok này, đúng không? Hoặc là một cái logo tròn thì nó xoay được. Đấy, nhưng bây giờ nếu mà như nó chẳng hạn như bây giờ mình muốn là cái cành cây hoặc cái lá cây của mình nó rũ xuống dưới, thì bây giờ mình muốn là cái lá cây nó cứ đung đưa nhẹ nhẹ nhẹ, thì bắt buộc mình phải đẩy cái anchor point này về cái gốc của nó. Đấy, để mình xoay. Còn nếu không là không di chuyển được. Đấy, nếu mà chờ trở lại cái phím bình thường như này là mình, các bạn không thể mang cái tâm đấy đi được chỗ khác đâu, nó vẫn nằm ở giữa. Đấy. Bình thường Premiere là các bạn tự di chuyển được, nhưng ở đây là không nhá. Rồi, tiếp theo là đến cái phím Rectangle là gì đây? Nó chính là một cái biểu tượng của cái mask thôi. Đấy. Đấy. Nhưng ở đây nó có ở trong cái khác biệt giữa Premiere và Photoshop là trong 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 After Effects là cái phần After Effects nó có thể cho mình được nhiều cái mask lúc cùng một lúc. Bình thường ở trong Premiere là các bạn nếu mà mask chỉ được một lần thôi, mỗi một lần mask ở trên một cái layer đấy thì chỉ được một lần mask thôi. Nhưng đây có thể làm nhiều lần mask được, tức là các bạn có thể cho thật nhiều lớp mask vào. Đấy. Thì mỗi lần các bạn vẽ một cái mask thì nó xuất hiện cho mình này, thấy chưa? Mask 1, mask 2, mask 3, mask 4, thì bây giờ là các bạn nhìn thấy không? Bình thường nếu như ở bên kia thì ở Effect Control này sẽ nhìn thấy được các cái mask đấy luôn. Nhưng mà bây giờ thì sang After Effects này thì tất cả cái lớp mask nó lại nằm xuống dưới này. Đấy, nằm xuống cái lớp video. Đấy, nó lại nằm ở đây. Và mình muốn xóa thì mình sẽ click vào nó mà mình xóa đi thôi. Đấy. Ở trong này nó có sẽ có các chế độ chẳng hạn như là Add hoặc là Invert, đúng không? Hoặc là Subtract, Intrude, Lighten, đúng không? Darken hoặc là Deep Darken, tức là có thể chọn hòa trộn hoặc là lấy thêm hoặc là bỏ đi. Đấy, các cái chế độ khác nhau thì nó sẽ cho mình các cái thuộc tính. Okay. Đấy, cái này chính là lớp mask để che, đúng không? Che nó đi. Và mình có thể thay đổi được cái điểm này nữa bằng cách chính là cái phím bên cạnh, đó là phím pen, mình sẽ thêm cho nó được các cái điểm, thêm cho nó các điểm. Đấy. Như thế để mình cắt, mình che đó. Đấy, cái lớp bên cạnh nó chính là một cái lớp pen, tức là mask theo cái mình mong muốn. Nó giống như trong Photoshop mà ở đây ai đã thực hiện rồi, đúng không, thì nó giống như vậy, nó tương tự như vậy. Rồi, tiếp nữa là cái phím T. Cái phím này nó chính là ở cái phím mà gọi title text ở trong Premiere này, nó cũng vậy, nó cũng tương tự như vậy, là cái này tích vào cái màn hình của cái composition, kích vào này, sau đó các bạn viết chữ. Và bây giờ ở bên dưới cái mục com ấy, nó xuất hiện cho mình một cái layer text, được không? Ở cái mục character này nó sẽ xuất hiện cho mình cái cửa sổ để điều chỉnh là kiểu phông chữ này, độ đậm, kích cỡ,
rồi bên dưới thì nó là giãn dòng hoặc là giãn ngang. Cái này là chính là chốc. Chốc tức là bo viền. Bo viền. Đấy là viết tích. Rồi nó cũng có vài tính năng nhận như là muốn là đậm hết lên hoặc là viết hoa hết lên cũng được. Rồi sau cái phím mà Tab Tool này thì bây giờ mình sẽ chuyển sang cái phím tiếp theo, đó chính là Brush Tool. Cái phím này chính là phím xóa. Xóa đây, xóa thì bây giờ là gì, ở cái mục Com này nó sẽ không xóa được, Composition nó không xóa được, kích vào cái đấy nhưng không xóa được. Bây giờ kích vào đâu mới làm được đây? Kích vào cái layer này. Đó, kích vào cái layer này. Đây. À cái này viết thêm nhầm. Khi mình làm cái này này, khi mình viết ở bên này đấy, mà bên cửa sổ bên này nó lại không xuất hiện, nó chính là mình tắt cái mắt của nó đi này. Đây này đấy, mình tắt cái mắt của nó đi đấy nhá. Tức là gì, cái này bây giờ chính là tôi muốn làm là chẳng như từ đây đến đây này, người ta muốn có cái dấu x chẳng hạn như chỗ này sai ví dụ thế, tích sai ở đây đó ví dụ thế, sang đến đây thì chỗ này là v ở đây đúng nhỉ, thì nó sẽ xuất hiện này đúng không, sang chỗ này người ta khoanh vùng lại ví dụ thế đó, thì nó là khoanh vùng này. Thấy chưa? Thì các bạn sẽ mở cái dấu mũi tên ra này, các bạn nhìn thấy này, ở cái mục effect này, ở pen này, tức là vẽ thêm này, thì nó sẽ cho mình các cái lớp brush 1, 2, 3, 4, 5. Đây là chính là những cái lớp mình vừa mới vẽ ra. Đấy. Nó chính là các cái lớp mình vừa vẽ ra. Được chưa? Bây giờ nếu mà mình không thích thì mình sẽ xóa đi từng cái một, thấy chưa? Đấy. Cái vẽ này thì các bạn sẽ nhìn thấy là nó cho mình được cái lựa chọn, nó là pen này này, đó chính là opacity, chính là cái độ trong suốt của nó. Được chưa? Và điều chỉnh được cái độ to nhỏ của cái nét vẽ. Rồi lại tiếp tục này, bây giờ mình không vẽ màu đỏ nữa đúng không, mình sẽ chuyển sang màu vàng này. Rồi. Hoặc màu nâu rồi vẽ đó. Hoặc màu xanh rồi, thấy chưa, opacity để cho 100% lên thì nó sẽ sáng lên, nó sẽ xanh luôn. Đấy là vẽ thêm, thấy chưa, mỗi lần vẽ thì nó sẽ cho mình một cái brush, nó sẽ có tên từ bắt đầu mình vẽ, từ brush 1, 2, 3, 4 đúng không? Mình có thể xóa đi được. Đấy. Tiếp cái phím đấy xong thì mình sẽ chuyển sang một cái phím nữa là Crayon Stamp. Đó, nó là phím B. Cái phím này chính là tẩy xóa. Chưa? Đấy. Cái phím vừa rồi là mình vẽ lên thì bây giờ là cái phím này sẽ là tẩy đi. Tẩy đi. Tương tự như vậy, mình cũng chỉ điều chỉnh cái mục brush là mình sẽ chuyển cho cái nó to lên. Chưa? À, ví dụ như này. Đấy, tẩy xóa đi đi. Chưa? Thấy chưa? Thì bản chất nó cũng lại lên cho mình các cái lớp layer thôi. Thấy chưa? Mình vẽ một bất kể một cái đường nào khi mình dừng lại thì nó tạo cho mình một cái lớp. Đấy, ví dụ như này mình sẽ thêm cái lá, như là mình sẽ làm cho cái này nó bị nhòe đi này. Đấy.
Tức là mình xóa đây, các bạn giống như trong Photoshop không? Xóa cái này đi này. Đây là đối với những trường hợp mà nó dạng là cái ảnh thì mình có thể làm tương tự như là trong Photoshop. Nhưng vì đây là video cho nên là mình những cái tính năng này nó cũng rất là hạn chế. Bởi vì sao? Video nó sẽ là một cái hình nó liên tục nó chạy. Đó. Thì việc của mình nếu mà mình làm cái phím này, mình sẽ phải có một một cái thủ thuật, đó là mình sẽ phải keyframe nó, đúng không? Ví dụ mình có xóa đối tượng hay là mình muốn che một cái đối tượng nào đó thì mình cũng đều phải làm một cái bước nữa là keyframe, còn không thì sẽ không làm được đâu. Rồi bây giờ mình lại chuyển qua một cái phím nữa là cái phím eraser, cái này nó chính là cục tẩy, đúng không? Đấy, vừa rồi là hai cái phím vừa rồi là được vẽ thêm, vẽ lên đúng không, hoặc là che đối tượng, thì bây giờ đến phím này nó chính là đi tẩy. Đấy, tẩy tức là tẩy xóa và đục một cái lỗ ví dụ thế này, thấy chưa? Bây giờ mình làm này nhá. Đấy thì cái nó lại xuất hiện cho mình một cái pen, và đầu tiên nó chính là phần eraser một. Đây mình sẽ tạo cho một cái lớp màu trắng đằng sau, các bạn sẽ nhìn thấy là nó thùng hay không. Đây những cái chỗ mà mình vừa mới tẩy đen này này là chính là tạo ra các vết thục, nó là cái tẩy video đi. Đấy, nó tẩy video đi. Bản chất cái này nó giống như là một cái lớp mask được quét trong một cái video ấy, nó là tạo một cái lỗ thủng. Chưa? Tương tự như vậy nó cũng xuất hiện và mình cũng xóa nó đi này. Rồi tiếp theo là mình sẽ đến một cái phím là Roto Brush. Cái phím này là khá quan trọng trong cái việc mà làm video ở trong After Effects. Nó chính là gì? Nó sẽ bóc cái đối tượng ở chính ra khỏi các cái nền xung quanh. Chưa? Đây, ví dụ như này. Mình sẽ có một cái file. Nha, lấy cái file này vào. Lấy cái file này vào nha. Và ở đây mình muốn tạo một cái con mới thì mình sẽ cầm một cái video đó đưa xuống cái mục thứ ba liên quan đến cái một cái hình ảnh khung ấy, mình thả nó ra thì nó sẽ lập tức nó tạo cho mình một cái con mới bằng đúng cái độ dài của cái video rồi. Rồi người ta bảo là tắt cái đối tượng ra, Roto Blur chính là gì? Nó có thể bóc cái đối tượng này ra khỏi cái khung hình, tức là gì? Bình thường các bạn nghĩ rằng là chỉ có trong khi mà mình quay key khi phông xanh thì mới bóc được cái nền, đúng không? Thì ở đây cái trường hợp này cái Roto Blur này nó có thể tự bóc cái nhân vật này ra. Đấy, ví dụ nha. Thì bây giờ ở đây ấy, mình sẽ phải cắt cái này ra thành các đoạn khác nhau. Ở trong này ấy, thì cái phím cắt của After Effects nó lại không có phím C, nó lại không có phím cắt bằng phím C đấy, mà lại phải cắt bằng Ctrl Shift D đấy. Đấy. Ctrl Shift D để cắt tách cái này ra thành hai và nó đứt cái dưới bỏ cái trên. Vì đấy cái này nó lại hay như vậy, nó lại. Và ở đây nó có một cái nữa là tất cả các video này được cắt ra thì nó đều nhân nhân ra, nó lại không cùng chung một đường, nó nằm chung mà. Thế mình sẽ lấy cái đoạn này này. Được chưa? Đây nó giống như là cái nhân vật ở đây làm này này. Đấy, người ta đang chạy trên đường nhưng bản chất là được bóc ra hoặc ghép này, thấy chưa? Đấy thì mình cũng làm cái tương tự như ông này. Mình sẽ cắt cái ông này ra này. Và mình bóc ông này ra khỏi cái đối tượng này. Đó, mà mình sẽ xóa hai cái còn lại đi. Đấy, việc của mình sẽ làm cái này. Rồi. Cái phím Roto Brush kích vào này. Khi mình đưa cái phím đó vào cái mục
composition mình không thể điều chỉnh được vì đây là nó là comp tổng. Thì lúc các bạn điều chỉnh là các bạn phải đi tìm cái footage của nó. Đây footage của nó đây. Và bây giờ mình sẽ kích vào này. Đây. Đây thì bây giờ nó sẽ ra là cái layer. Cái layer mà chứa cái này này. Layer chứa cái video đấy. Nó chính gọi là layer. Đấy. Thì bây giờ các bạn nhìn thấy cái biểu tượng màu xanh này. Đấy thì bây giờ mình sẽ vẽ theo này. Kéo này. Vẽ theo cái nhân vật này này. Chưa? Vẽ tương đối nhá. Thì các bạn sẽ nhìn thấy là nó sẽ có hiện tượng như sau này. Đấy. Nó sẽ bóc cái đối tượng đấy ra. Thấy chưa? Ở cái góc bên bên phải là cái màn hình đã nhìn thấy là nó đã bóc cái nhân vật ra nhưng nó chưa kỹ đúng không? Thì đấy là chính là cái nhận diện của nó. Nó sẽ bóc ra. Bây giờ nó chưa sạch, các bạn nhìn thấy không? Đây này. Cái chỗ chưa sạch này mình sẽ phải xử lý lại. Đó. Xử lý lại bằng cách là gì? Nếu mà đang là biểu tượng màu xanh này chính là được cộng thêm. Được chưa? Còn nếu mà giữ phím an màu đỏ này chính là trừ đi, các bạn nhìn thấy dấu trừ không? Xanh là dấu cộng này, là cộng thêm. Đây chẳng hạn như chỗ này nếu mà vào rồi thì cộng thêm này. Nếu mà thừa này thì trừ đi này. Trừ đi này. Trừ đi này. Thấy chưa? Trừ đi này. Đấy. Cộng vào này. Thấy không? Trừ đi này. Đó. Làm sao để cho nó bám đối tượng nhất có thể. Cái này là cộng thêm này vì nó là tóc mà. Thấy không? Chỗ này thì phải trừ đi vì nó ăn vào cái tường. Chỗ này trừ đi đã. Chỗ nào sai thì sửa sau. Trừ đi này. Trừ đi này. Đó. Chỗ này thì phải cộng thêm này đúng không? Vì nó là đầu. Thấy chưa? Cộng thêm. Đó. Cái này thì nó sẽ phụ thuộc vào cái file quay. Cái file quay nó càng chi tiết nó càng nét. Tức là cái đối tượng đấy nó càng nét thì nó bóc càng tốt. Còn nếu không các bạn sẽ nhìn thấy này, phóng to lên này, nó sẽ bóc ở cái vị trí là tương đối thôi. Đây này, đấy thấy chưa. Đấy thì bây giờ mình phải phóng to lên và mình xử lý lại. Đấy không. Đấy. Đấy chính tỏ là cái file này nó đang chưa được đẹp. Đấy nhá. Bây giờ mình sẽ xử lý chỗ này tiếp này. Chỗ này phải trừ đi đúng không, trừ đi. Đó. Các bạn nhìn thấy không, là ở đây với lại bên này đã bóc ra khỏi nhân vật rồi. Và cái dây rotobrush này ấy, nó khá là nặng khi mình làm hiệu ứng ấy. Đấy. Thì bây giờ lại mình có cái việc nữa là đồng nghĩa việc là cái máy cấu hình của bạn nó phải đáp ứng nữa. Nếu không là các bạn sẽ dùng cái phím này gần như là rất là khó khăn. Tại vì khi mà các bạn view ấy nó sẽ không được, rất khó nhìn đây này. Nếu mà nó bóc không sạch các bạn nhìn thấy không? Đấy. Nếu mà bóc không sạch thì gây hiện tượng là nếu mình làm hiệu ứng là nó sẽ không đẹp đâu. Mình làm kỹ thì nó sẽ là được thôi đây này. Đúng không? Nếu chỗ nào mà các bạn thấy làm kỹ rồi nó sẽ ăn được luôn. Đây này, bên này nếu mà chưa kỹ này đúng không, cái này còn màu xanh nhiều này thấy không. Rồi thì chính là chỗ này này. Đấy, chỗ này phải xử lý lại. Đó. Kỹ vào. Đấy. Chỗ này ăn quá rồi đúng không, thì lại cộng thêm vào. Đấy. Thấy chưa. Cái roto brush này không phải để làm gì. Cái này để khi mà nhiều khi mình làm cái hiệu ứng mà text nó chạy xuyên qua được người, hoặc là mình cũng muốn làm một cái line sáng chạy vòng quanh cái người đó. Đó thì mình sẽ làm. Chưa. Đó. Cái này nó bóc đối tượng ra khỏi cái nhân vật. Đấy. Để làm một vài hiệu ứng chẳng hạn như là gì, người ta muốn làm cái chữ nó xuất hiện, nó được ở đằng sau. Ở đằng sau, hoặc là mình muốn làm một cái vệt line chạy xung quanh người đúng không, thì nó sẽ chạy qua đằng trước xong nó vòng ra đằng sau như thế. Đó thì người ta phải bóc cái đối tượng này ra để mình luồn cái layer khác vào đằng sau đó đúng không. Hoặc là bây giờ mình muốn làm cái ông này phát sáng được ý, đúng không, nó làm được phát sáng thì bản thân ông này phải tách lớp. Đấy, tách lớp để đưa cái ứng vào đằng sau. Đấy, đây ví dụ như trường hợp này bây giờ mình muốn là có một cái hiệu ứng like ở đằng sau ví dụ thế nhá, thì mình sẽ đi search một cái like. Rồi mình sẽ đi tìm một cái line. Hoặc là lầm một lớp khói đi. Cái lớp khói vừa rồi đâu? Smoke. Đây, ví dụ như này. Tức là gì? Người ta muốn làm một cái lớp khói ở đằng sau. Đây.
cho cái lớp này ra sau. Nó ở đường trước thì nó sẽ bị lấp đúng không? Cho ra sau. Đấy, và việc của mình làm sẽ cũng lại làm to nó lên. Chưa? Bây giờ mình cũng sẽ phải ghi phông xanh. Đúng không? Ghi line. Rồi, sau đó thì click vào màu và chọn màu xanh. Đấy. Được chưa? Đây này. Đưa ra đây. Đây, xem cái này này. Đó, được chưa? Và bây giờ mình sẽ nhân lại cái này. Mình lại nhân lại cái gốc này. Ctrl D lên. Sau đó thì đưa xuống dưới này. Và việc của mình sẽ bỏ cái roto blur đi. Đấy. Thì bây giờ các bạn nhìn thấy không? Đấy, ở đường sau này xuất hiện cái khói. Đấy. Làm phim nó chính là như vậy. Làm phim là cái lớp đó, cái lớp video được tách ra thành hai, được làm một cái background và một cái lớp trên là lớp người. Đấy, mình tách ra. Bây giờ mình sẽ làm lớp khói này ở đằng sau lớp của ông này. Thấy chưa? Đấy, các bạn nhìn thấy không? Lớp khói đang đằng sau đấy. Bình thường là các bạn nhìn thấy cái phông xanh này đúng không? Nó chính là key phông xanh để lắp thêm một cái nền nữa. Thì bây giờ mình thay vì thế thì mình ở đằng sau này, mình có thể lắp cho ông nó một cái khói hoặc là cho ông thêm một cái ghế vào đằng sau này. Vẫn được. Đúng không? Đấy. Thấy chưa? Đấy là phim như vậy. Bây giờ các bạn có thể không tin, các bạn có thể search một cái ghế cho ông này ngồi đằng sau. Vẫn được. Đấy. Thay vì là lớp khói đây này. Đúng không? Lớp khói đằng sau người này. Đó. Thì mình có thể cho nó thành một cái ghế vào đằng sau này. Đây, thấy chưa? Đó. Mà rõ ràng là cái đối tượng này, cái file video này, nó là quay đã được liền rồi. Mà mình lại bóc được cái nhân vật này ra. Đấy, thì mình có thể làm được. Thấy chưa? Đó là dùng cái phím roto brush này để bóc cái lớp này ra. Và cái phím roto brush này nó sẽ chỉ có ứng dụng được trong khoảng đâu đó khoảng được 1-2 giây gì đó. Nếu như mà đoạn nào này, các bạn nhìn thấy không? Nếu như đoạn nào mà nhân vật bị bóc sai thì các bạn lại bóc thêm cho mình nữa. Tức là cái roto brush này nó sẽ không chạy xuyên suốt một đoạn rất dài mà nó chỉ cho mình một đoạn ngắn một thôi. Tức là tỷ lệ sai số của nó rất là nó sẽ cao. Nếu như mà mình chạy trong khoảng đâu đó khoảng 1-2 giây mà nó bị lẹm hình hay gì đấy, thì tại cái vị trí nó bị lẹm hình các bạn lại sửa lại cho mình. Đây, ví dụ như là đoạn đầu tiên này nó được này. Sau đến đoạn sau này. Đấy, sau đoạn sau này, mình tắt cái mắt mình đi nhá. Đây. Đây là sau cái đoạn sau này mà nó vẫn còn cái xuất hiện cái nó bay lên này. Nó vẫn còn cái đây này, thấy chưa? Đây. Thấy chưa? Khi mà xuất hiện lên đây này. Đây. Nó còn cái sau này. Đây. Thì ở vị trí này các bạn lại click vào cái mục roto brush và xử lý thêm cho mình. Đấy. Thì nó sẽ bám cho mình những cái đó. Tức là nó được cộng thêm. Được cộng thêm chứ không phải là nó lại làm lại. Đấy, tức là tại vị trí đầu tiên này nó như vậy. Thấy không? Đây, đoạn này nó sai mình lại làm tiếp được. Đó. Thấy chưa? Để nó bóc được đối tượng kỹ nhất có thể. Cái tay bây giờ mình muốn lấy thêm thì mình lấy vào đây. Là màu xanh thì cộng thêm vào đây. Thấy chưa? Và chỗ này lại nếu sai thì lại sửa đi. Đấy. Sửa lại. Thấy chưa? Đó. Cái này là gì? Trong gọi là After Effects, nó gọi là hiệu ứng. Làm hiệu ứng phim. Đấy. Còn thuật cái thuật ngữ của nó các bạn có thể nghe đâu đó là nó chính là VFX kỹ xảo. Đúng không? Hiệu ứng. Đấy. Cái này là gì? Khi mà mình bóc được cái đối tượng này ra khỏi cái môi trường này thì mình có thể làm được. Đó chính là gì? Các bạn đã nhìn thấy phim, người ta làm phim người ta có thể quay một cái hiện tượng bình thường ở ngoài đường, nhưng mà sau đó người ta về tách cái lớp đằng sau đi, tách lớp phông đi. Đó chính là người ta ghép cái nền trời vào chẳng hạn, đúng không? Quay ở một cái thời tiết mà nó bị mù mịt, hoặc là mình làm một cái phim về mà
cuộc sống kiểu cách đây cái thời mà đô hộ hoặc cái thời mà vua chúa ấy, đúng không? Mà bây giờ đi tìm bối cảnh nó sẽ rất khó khăn. Ví dụ như thế. Thì bây giờ nếu như mình quay ở cái môi trường nào đó mà ở xa xa nó có một cái cột điện hay là có một cái mấy tòa nhà cao tầng mà bản thân cái bối cảnh rất là đẹp rồi. Nó lại tự nhiên vướng mấy cái nhà cao tầng hoặc là vướng mấy cái đoạn đường dây cao thế thì cái việc dùng ô tô đốt này chính là phải xóa bỏ mấy cái đó đi và thay thế bằng một cái background cũ cổ hoặc là cái nền trời là đặc biệt nhất là cái nền trời luôn luôn được thay. Ví dụ như mình quay mà thời tiết nó bị mù mịt hoặc là trời nó không đẹp đúng không? Thì mình có thể sẵn sàng bóc cái nền trời đi thay bằng một cái nền trời khác. Đó. Hoặc là người ta quay cảnh ban đêm ấy. Mà ví dụ như bây giờ trong bối cảnh mà nó có một cái cảnh mà một đêm trăng sáng hoặc là đang nhìn có một cảnh lên trời mà cảnh trăng sáng thì bây giờ nếu mà trời trăng sáng hoặc là trăng tròn thì chờ đến đến tận trung thu à đúng không? Nên mới có trăng à đúng không? Thế thì chờ đợi như thế thì lâu quá thì người ta sẽ vẫn quay bình thường. Sau đó thì về chính là việc của mình là mình sẽ làm hậu kỳ là bóc bỏ cái lớp đèn trời hoặc là làm như nào đấy để thay thế đưa ông trăng vào đấy dựng lại được chưa đấy. Đấy cái rotoboros này là dùng khá nhiều đấy, nếu mà ai mà có thể là nghĩ ra được cái một cái phương pháp hoặc là cái này để áp dụng cho một cái gì đấy thì các bạn có thể làm được rotoboros. Rồi tiếp cái rotoboros này thì sẽ đến một cái phím nữa là cái phím pulpit position. Nó làm gì vậy? Nó chính là làm cho cái đối tượng đấy biến đổi định dạng, tức là thay đổi cái định dạng nó ra. Đó, tức là gì? Khi mà tôi đã bóc được cái nhân vật này ra thành cái lớp layer này rồi, đúng không? Tôi lại dùng cái phím này, pulpit này để làm cái đối tượng. Làm gì vậy? Đó, tức là làm cho cái mảng này, các bạn nhìn kích vào này, kích vào cho xem này. Đó. Làm cho một cái mảng này nó thành một cái khối. Và bây giờ mình biến đổi cái khối đấy thành một cái khối khác. Đây này. Ví dụ như trường hợp này này. Các bạn nhìn thấy không? Đấy. Thấy chưa? Cái này nó là làm tác dụng làm gì? Nó làm cho một cái hình khối biến dạng. Ví dụ như mình làm một cái phim liên quan đến đá thần ví dụ thế hoặc là một cái cây cây thần thì cái cây đó nó có thể phồng phình tức là nó có thể núng nính hoặc là nó có thể là phồng ra co lại đúng không? Hoặc là mình có thể làm cho một cái nhân vật là gì? Cái tay của người đấy dài ra hoặc là co lại hoặc là cái đầu to lên rồi nhỏ xuống. Đây. Ví dụ như này. Các bạn nhìn thấy không? Đây mình làm cái đầu này. Cao lên rồi thụt xuống này, đúng không? Đấy, cao cổ lên thấy chưa? Xuống này. Thấy chưa? Đấy. Cái này chính là gì? Cái việc người ta tại sao mà khi làm hiệu ứng phim VFX là người ta luôn luôn là phải bóc cái lớp nền đấy ra đúng không? Lớp người đấy ra khỏi cái lớp nhân vật. Nó chính là lớp layer sau đó mình làm cái tiếp tục làm đến một cái puppet này nữa. Đây. Chính là làm cái đầu ông này cao lên. To ra. Thấy chưa? Đấy. Hoặc cái này giống như trong phim trưởng là khi người ta mà phim của Trung Quốc đúng không? Hay có kiểu phim ma hoặc là phim phim kinh dị hay có kiểu là bắn cái nó có thể nó né này, nó nghiêng này đúng không? Hoặc là như kiểu là phim mà liên quan đến mấy mấy cái kiểu như là phim kiểu phim 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 ma ấy, thì nó có cái kiểu là khi bạn đánh cái bóng ấy thì nó thành cái tờ giấy dẹt xuống dưới đường ấy, cũng bẹp tè lè đây ví dụ này, bẹp tè lè xuống này. Đấy, nó bẹt rồi rụt này xuống xong nó lại bắt đầu lên này đúng không đấy. Đấy dạng như vậy hoặc là nếu như ở đây nữa là cái tay này các bạn phải kéo dài cái tay này ra kéo dài ra kiểu đuổi theo ấy đúng không xong lại thu lại như này đấy đúng không đấy chính nó chính là cách cái puppet này hoặc là gì nó chính là làm cho một cái sinh vật chuyển động ví dụ như bây giờ mình có hình một cái con giun hay là hình một cái con dế ấy, hoặc là một cái sợi cỏ dài ấy thì người ta có thể làm cho cái sợi dài nó có biến đổi giống như tảo ấy nó có thể trôi nổi hoặc nó là làm động đậy hoặc giống như một cái giải lụa ấy nó sẽ có thể đung đưa nhẹ nhàng co kéo đấy nó làm như vậy cái puppet này đấy, nó chính là làm như này chưa và cái này áp dụng trong cái việc làm thực tế là gì
Nếu mà ai mà làm ở các spa ấy là các bạn biết là cân chỉnh lại cái mặt người phụ nữ, đúng không? Tức là cái người đó đầu tiên là khuôn mặt biến dạng, cái khuôn mặt mà bị không cân đối, đúng không? Người ta cố tình làm cho nó không cân đối, sau đó người ta nắn lại bằng cái này, đúng không? Để cho nó có cái điều chỉnh. Chẳng hạn như là nếu mà ai mà ở đây là làm thẩm mỹ viện spa, nó sẽ có dạng như là điều chỉnh lại cái góc mặt cân xứng này, hoặc là ví dụ như cái gò má nó cao quá, đúng không? Người ta muốn bóp nắn nắn lại, đúng không? Thì người ta phải làm hiệu ứng, làm nào để nó phồng lên được, xong lại cho nó co lại, đúng không? Đấy. Thì ở trong premier thì nó chỉ có cái mục liên quan đến cái kính đúc, đúng không? Cái manner fee ấy, thì cái đấy nó sẽ gần như là sẽ khó làm được, tức là nó khó làm giống thật. Thì cái này nó chính là cách để xử lý cái đó. Ví dụ như mình làm cái phần bật nó phồng lên hoặc nó vêo ra, đúng không? Sau đó thì mình làm hiệu ứng là nó lại nắn nó lại, nó mềm lại đó, đúng không? Hoặc là giống như kiểu mình cứ nói là như kiểu như là giảm béo ấy, đúng không? Giảm béo ví dụ như thường là làm Photoshop thì các bạn có thể phóng làm to cái bụng lên, phình nó lên được, nhưng mà trong video thì người ta làm kiểu gì, quay thì quay thực tế không thể phồng lên được, thì bắt buộc phải hiệu ứng là cái này, cái bút pen này nó có thể kéo cái bụng người ta phồng lên, sau đó thì khi mà mình làm hiệu ứng là liền. Chẳng như là cái liệu trình sau 3 tháng ví dụ thế, hoặc là sau 1 tháng, hoặc là sau khi tiêm ví dụ thế, thì làm nào, tức là cái người đó khi mà người ta quay là fix, tức là quay fix cứng, và sau đó là cái người đấy chỉ cần đung đưa nhẹ nhẹ này thôi, tức là đại khái là hình dáng người ta vẫn đang động. Sau đó thì mình sẽ dùng cái hiệu ứng pipette này cho tăng cái cỡ bụng nó lên, hoặc là cái eo nó lên đó, sau đó thì xử lý cho nó nhỏ 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 eo lại giống như ban đầu, đúng không? Đấy, bản chất khi mình quay vậy là quay một cái người mẫu là ok rồi, sau đó thì người đấy kéo căng cái phần mà da bụng mà cái gì gì ra đấy, thế thôi. Chứ còn thực tế thì nó không có cái nào phương pháp nào làm được như vậy đâu, đó. Chỉ có ảnh mà, nếu mà làm ảnh thì nó lại không thực tế, người ta nghĩ là Photoshop, đúng không? Video thì rất khó lại là Photoshop được đấy, thì là cái người dùng và cái gọi là khách hàng, người ta không thể nghĩ được là ồ kỹ xảo người ta làm được như vậy, đúng không? Đấy, thì chính là việc mà mình làm quảng cáo là mình phải làm như vậy. Đấy, cái footpad này nó áp dụng nhiều thứ lắm. Đấy, đấy, giống như mình nói là cái này có thể làm ra một cái ông thần hoặc ông tượng nào cứng, còn cái cây nó có thể nhún chảy, nó có thể bập bềnh được, đúng không? Giống như mình làm Photoshop vậy, à, làm dựng phim vậy, làm hoạt hình ấy, đúng không? Là mình có thể làm cho một cái cây đấy nó có thể biết nói chuyện được cơ mà, hoặc một cái đồ vật nó có thể nói chuyện được. Thì đến buổi này các bạn nhìn thấy là cái đồ vật này có thể chuyển động được, nó có thể phùng phình được đấy. Ví dụ như này, nếu mà nó không có chân này, nó có thể đi được, đúng không? Đây, đây này, có thể làm cái chân nó bò đi được, đây này, thấy chưa? Đúng không? Bò đi ra, bước chân đi được, thấy chưa? Đó. Thấy không? Cái này ở trong Photoshop à, thì nó gọi là cái vùng warp, đúng không? Warp thì nó có thể nắn nắn được, nhưng vấn đề nó không thể làm được cái chuyển động. Thì ông này ông có thể làm được cái việc đó. Cái này nếu mà làm đúng là trong bản chất, nếu mà giống trong Photoshop thì nó chỉ so sánh với cái warp là đúng hơn, chuẩn nhất luôn. Đấy. Những cái điểm vàng vàng này nó chính là điểm để gọi là neo nó lại, những cái điểm dưới là đến đinh vít để cố định. Tức là gì? Càng nhiều cái điểm này thì khi mình kéo này này thì những cái điểm kia nó sẽ ít xô nhất. Nếu như mà mình không có những cái điểm vàng như này này thì khi mình kéo một cái đối tượng ví dụ như này là nó sẽ bị xô hết. Đấy, thì bây giờ mình phải thêm cho nó những cái cột vàng ở đây này. Đấy, nó giống như kiểu như là nó có một cái xương ấy, giống như kiểu nhà mình ấy, mà nó có rất nhiều cái khung, cái trụ cột đấy, đúng không? Thì khi mình kéo xê dịch này này, nó rất khó để gì nó để văng được, thấy chưa? Đúng không? Đấy, những cái thanh công cụ nó chỉ có bằng mấy vậy thôi, rất là khiêm tốn, đúng không? Nhưng vấn đề là nó làm được rất nhiều thứ, không phải là chỉ những cái phần này đâu mà còn liên quan đến phần hiệu ứng nữa. Rồi đấy nhá, đấy là những cái bảng mà đã nhìn thấy ở trên này, là cái mục tool này này là nó chỉ có bằng mấy cái này. Bây giờ tiếp theo mình sẽ đi vào cái mục nữa, là ở trên cái mục ở com này này, trên tất cả các mục com này nó sẽ có này, kích chuột phải vào đây thì mình sẽ chọn có một con sẽ new, đúng không? New view là một này, new text là một cái chữ mới, đây chính là mình viết text mới chưa. Còn new thứ hai
là new solid, là soil, tức là gì, tạo cho nó một cái lớp màu, rồi lớp màu màu trắng thì đặt lại, còn không thì các bạn chỉnh màu khác đều được. Đấy. Tạo ra một cái lớp màu bảng đó. Được chưa? Tiếp theo kích chuột phải chọn new light, đó đây chính là một lớp ánh sáng. Ok. Đấy. Cái lớp ánh sáng này nó sẽ không có tác dụng khi mà mình để như thế này, tức là gì, cái lớp này nó chỉ có tác dụng khi mà mình làm nó ở trong cái môi trường 3D, được chưa? Không có môi trường 3D thì cái này nó sẽ không có tác dụng, được chưa? Lớp line này không ở trong cái môi trường 3D thì các bạn sẽ nhìn nó sẽ không có cái tác dụng đây, đây này, cái đèn này, này. Đấy, làm cái line này, này nó sẽ có là spotlight là một này, parallel này, pon này và ambient, được chưa? Thấy không? Mình có thể điều chỉnh được cái tọa độ, cái góc độ, cái góc của nó và cái độ sâu của nó đây này. Đó. Tức là gì? Cái này mình có thể làm cho cái đối tượng đó nó có thể rõ nhìn hơn, tức là tập trung cái focus vào, giống như có ánh điện nó chiếu vào vậy. Đó. Chưa? Còn cái này nếu không có tác dụng khi mà tất cả cái này nó đang không có cái mục nào liên quan đến 3D. Được chưa? Chỉ 3D nó mới có tác dụng thôi. Tiếp theo, new camera. Đây. Cái này nó chính là tạo ra được một cái lớp camera ảo, tức là tạo ra được một cái góc quay dạng kiểu cam ấy, nó chính là gì? Làm cho nó to hoặc là nhỏ lại, hoặc là rotation này. Đấy. Được chưa? Đây này. Đấy, được chưa? Tức là nó tạo ra mình một cái không gian, nó có thể là to hoặc nhỏ lại, tức là nó tạo ra một cái cảm giác một cái cam. Cái này cũng vậy nhá. Khi mà tất cả các cái môi trường này nó chưa phải là 3D thì cái cam này nó cũng vô tác dụng, nó không có tác dụng. Nó chỉ có tác dụng khi mà đống này là ở cái mục 3D thôi. Thấy chưa? Nếu mà không phải ở môi trường 3D thì nó sẽ không có tác dụng đâu. Các bạn nhìn thấy chưa? Đây này. Thấy không? Đấy. Nó không phải môi trường 3D thì nó sẽ không có tác dụng. Tức là nó không cùng môi trường. Đấy. Chẳng như là tôi là môi trường 3D nhưng bạn là 2D thì hai thằng không sẽ không map với nhau. Đó. Thấy không? Đấy chính là một cái cách tạo ra một cái camera. Đó, đúng không? Tiếp theo, kích chuột phải. Num object. Chưa? Num object này chính là một cái khung, một cái khung không nhìn thấy. Nó giống như là một cái lớp adjustment layer vậy. Nhưng mà nó có thể chứa được những cái thuộc tính, chẳng hạn như là mình có thể copy những cái thuộc tính, chẳng hạn như là position, vị trí của nó, rotation, góc quay, hoặc là opacity, tức là nó để có thuộc tính. Đấy. Cái này là có tác dụng là gì? Nó tạo ra một cái mảng như kiểu là trung gian ấy. Đấy là một cái cục khung xương sống để mình điều chỉnh tất cả các cái layer khác đi theo cái num này. Đó. Cái này thì có thể khi mình nói thì có vẻ hơi rất là khó hiểu. Nhưng mà khi mà các bạn xong mà các bạn làm ấy sẽ thấy là à con này nó có tác dụng. Đấy. Kích chuột phải này, chọn tiếp tục. New Sharpen layer. Sharpen layer nó chính là mình vẽ ra cho nó một cái lớp. Đấy. Vẽ tùy ý, một là mình vẽ theo cái kiểu mình mong muốn, hai là mình vẽ theo cái định dạng ở đây. Đấy, nó có rất nhiều các kiểu vẽ. Sharpen layer là vậy. Kích chuột phải tiếp này. Ở đây nó có adjustment layer, đúng không? Nó giống như trong bên Premiere vậy. Nó chính là một lớp trong suốt và để mình áp dụng những cái hiệu ứng vào đây cho toàn bộ cái lớp bên dưới. Đó. Tiếp theo là có một cái content unfill, nó chính là một cái để mình xóa đối tượng. Đúng không? Cái này khi nào mình học đến thì có tác dụng, khi mà mình dùng đến cái này thì mình sẽ thấy là nó có tác dụng.
của nó. Tiếp theo là Adobe Photoshop file, tức là gì? Dạng này xuất cái này ra hoặc là tạo cái này ra từ một cái file Photoshop. Và một cái nữa là Smart One Cinema 4D, tức là cái file này là cái một cái file được lấy từ một cái file thiết kế Cinema 4D vào đây. Đấy, nó nhận định dạng này. Được chưa? Đấy. Ba cái dưới này các bạn có thể là sẽ không quan tâm nhiều, đúng không? Bởi vì trong cái chương trình học 6 buổi vậy thì học những cái này nó sẽ là quá là nặng và là không cần thiết. Cái này là đó. Đấy, cái phần mềm mình học qua tất cả các cái thứ này và những cái phần liên quan đến cái con thì nó có những phần ở cái mắt mở này. Đấy, hoặc là tắt đi này, tắt cái mắt này đi chính là không nhìn thấy, và bật cái mắt này lên đấy, chính là nhìn thấy cái lớp layer. Ở bên cạnh của nó có bạn có cái nút mà liên quan đến cái phần mà âm thanh ấy, biểu tượng cái loa ấy, nó chính là cái file này nó chứa âm thanh. Còn nếu cái file nào mà không có thì nó không chứa âm thanh, các bạn có thể tắt nó đi. Bởi vì sao? Vì trong làm cái này ấy, thì phần tiếng nó không lấy được. Tức là gì? Trong này nó view, ví dụ các bạn bình thường là trong Premiere các bạn ấn dấu cách, đúng không? Premiere là dấu cách, cái là nó sẽ play được luôn. Nhưng mà trong này các bạn ấn dấu cách play nó sẽ có một hiện tượng là trông rất là chậm và lag. Đó chính là hiện tượng là nó phải render file, nó không cho mình một cái xuất ngay được. Đó là mình khi mình làm này mình luôn luôn là kéo nhẹ và cho cái độ hiển thị của nó ở dạng là quieter thôi, thấp thôi. Chưa? Đấy, thấp thôi. Cao quá thì nó sẽ không view được. Đấy, nó không view được. Bởi vì khi mình làm bên nó rất là nặng. Được chưa? Rồi, đấy là tất cả những cái gì mà liên quan đến cái thuộc tính hoặc là các cái thanh công cụ của cái phần bên After Effects. Ngoài ra các bạn đã nhìn thấy là gì? Ở trong các cái com này nó có thể được gộp với nhau giống như trong bên Premiere vậy. Tức là gì? Tôi có hai cái com này này. Hai cái com này có thể lồng ghép được với nhau, chẳng hạn như là đây. Com 1 này, tôi có thể măng cả cái com 1 để vào cái com 2. Đây, cái con này nó cầm nhầm rồi. Đấy. Tức là gì? Cái con này được gói bởi cái con này. Tức là gì? Kích đúp vào đây, nó sẽ là cái con này. Giống như ở trong bên Premiere là mình nét nó vào đấy. Nó nét vào một cái con, tức là một cái sequence đấy. Thì bên này nó cũng vậy. Nó cũng nét một cái con này cũng tương tự như vậy. Là gì? Đây, mình sẽ bỏ cái này đi nhé. Bây giờ tôi tất cả cái này tôi cũng ném nó vào một cái nét. Thì trong này nó không gọi là cái nét, kích chuột phải vào đây thì mình sẽ chọn cái precom này đấy và tích vào cái vật mà moveOS ấn ok thì đấy nó cũng ra một cái com thôi, nó cũng tương tự như vậy. Thì kích đúp vào đây nó cũng là ra một cái hệ thống này thôi đấy. Và sau này các bạn sẽ nhìn thấy là ở trong After Effects là luôn luôn nó có thật nhiều các cái con này với nhau, và trong các cái con này nó lại còn có nhiều các con khác nữa. Đấy. Tức là gì? Ở trong cái After Effects này là nó có tổ hợp của rất nhiều các con khác nhau. Ví dụ như là nó con text thì nó có một kiểu, con video nó một kiểu, và con kỹ xảo là có một kiểu, nó được lồng với nhau. Đấy. Và trong này nó còn sử dụng thêm những cái hiệu ứng khác nữa. Tức là tại sao nó lại có được nhiều con vậy? Tức là mình phải hiểu là khi làm đồ họa ấy, là các lớp layer là nó đều được tách riêng ra thành từng lớp nhỏ khác nhau. Tức là nó giống kiểu như mình xây nhà ấy, là nó có rất nhiều các cái vật liệu để xây được cái nhà, đúng không? Nào cát, đá, xi, sỏi, rồi vật liệu xây dựng như xi măng, cốt thép, đúng không? Hoặc là những cái mà liên quan đến cốt pha, hoặc là những cái đồ dùng để đại khái đấy, để xây được cái nhà vậy. Thì trong này cũng vậy, một cái com tổng này nó sẽ chứa nhiều các cái com con ở trong này đấy. Và mỗi một cái com con này nó lại chứa cho mình nhiều các cái layer nữa khác nhau. Đấy, nó lồng vào đây. Cái này mà ai đã làm After Effects rồi
thì sẽ nhìn thấy là một cái file của nó rất là nhiều lớp layer, đúng không? Và trong mỗi một cái lớp layer đấy thì nó lại có rất nhiều các cái hiệu ứng kỹ xảo khác nhau. Đó. Đây này, giống như là mình sẽ cho các bạn xem một cái trang, đó là trang AI-Download. Hôm trước là mình đã nói một cái trang này rồi đúng không? Đã cho các bạn rồi nhỉ? AI-Download của ví dụ là cái trang này, ví dụ thế. Đây. Là cái trang này là hôm trước mình nói là đưa cho các bạn để lấy các phần mà infographic hoặc là mode đúng không? Để cho phần mềm Premiere. Thì bây giờ học đến phần After Effects thì các bạn nhìn thấy này. Ở đây nó có cái phần mà AI template. Đây, ví dụ tích vào cái mục mà liên quan đến logo sting, tức là gì? Đứng im. Logo. Đây, ví dụ như này. Đây, chạy thử này. Đó. Cái kiểu xuất hiện của một cái logo vậy. Đấy. Trông thì nó rất đơn giản nhưng mà khi mà mình mà mở một cái project ra vậy, nó sẽ có rất nhiều lớp đấy để tạo ra được cái này. Đấy. Thì học After Effects là gì? Đây chính là những cái phần mà mình muốn lấy về để mình xử lý thành cái của mình. Học After Effects là như vậy. Đây này. Đấy. Đây là một cái gọi là project là rất đơn giản. Cái này nó có 10,1 MB thôi, rất là bé, đúng không? Ngược lại, bây giờ mình sẽ chuyển sang một cái file mà một cái mà hiệu ứng nó còn sẽ nặng nề hơn, đó chính là infographic nhé. Các bạn đã nhìn thấy là nó sẽ hoàn toàn là khác. Đây, infographic nha, mình sẽ search một cái này. Còn bây giờ mình sẽ lấy thử một cái. Đây, video display đi. À, ví dụ như mình muốn làm một cái dạng slide như thế này. Đây ví dụ như là làm một cái project liên quan đến timeline này, các bạn nhìn thấy không? Đây là cái kiểu chạy demo mà mình muốn xử lý được cái giống như thế này, tức là mình lấy cái project này và mình thay thế bằng ảnh của mình, nội dung của mình, thì các bạn nhìn thấy không, 1,6 GB một cái file này, nó quá là lớn luôn, đúng không? Thì các bạn nhìn thấy là đây là tất cả những cái layer mà nó có, nó chứa 1,6 GB, rất là nhiều layer luôn đấy. Thay vì một cái logo này nó chỉ có 10 MB, rất nhỏ xíu rồi, tức là gì, các bạn nhìn thấy nó rất đơn giản đúng không? Đây này, đây ví dụ như này, mở cái này này, cái này là 230 MB, các bạn sẽ nhìn thấy này. Này là dạng một cái logo về game hoặc là một cái câu lạc bộ bóng đá nào đấy đúng không, hoặc là một cái app nào đó ví dụ thế. Đó thì mình lấy cái này về thì cái file này các bạn nhìn thấy nó vừa rồi nó được view được cái chỗ 3D đấy, là cái hình khối nó dày lên vậy, thì cái này nó là 230 MB, rất là nặng đúng không, nó đẹp vậy. Tương tự như cái này vậy, mình sẽ đi xem một cái project khác nó đơn giản hơn thì các bạn sẽ nhìn thấy là nó sẽ nhẹ nhàng hơn. Đây ví dụ cái này. Mười mê. Đấy. Thank you.
này nó chính là một cái project liên quan đến, ví dụ như nếu mà mình muốn làm một cái giới thiệu về một cái thực phẩm nào đó, thì các bạn đã nhìn thấy là cái content hoặc là cái nội dung nó sẽ là đấy phù hợp thì các bạn lấy cái này về và sử dụng nó thành của mình. Ví dụ cái này 10 mê thì các bạn nhìn thấy chỉ có text và hiệu ứng đó, và những cái hiệu ứng đơn giản thì nó chỉ có 10 mê thôi. Thì bây giờ mình sẽ lấy cái này về và sau đó mình sẽ thay thế text nội dung thành của mình, cái video của nó thì mình biến đổi thành của mình, còn tất cả cái hiệu ứng mà hiệu ứng chạy nó tương tự như vậy đó. Đấy nha, đây là cái trang iRobot Pro đúng không, thì nó sẽ có như vậy. Học After Effects là gì? Khi mình lấy được cái project đó mình và mình mở lên và mình xử lý, mình thay thế, mình sửa nó thành của mình. Được chưa? Nó giống như là người ta bán một cái đồ chơi Revo vậy đúng không, là cái mẫu nó làm được như vậy, nó có sẵn, bây giờ mình sẽ mua cái bộ đấy về, sau đó mình thiết kế mình làm y như nó luôn, thay thế thôi đúng không. Đó, có một cái project là gì, cái Revo thì nó chưa không thay đổi được, chỉ là mình ghép cái mô hình khác thôi, còn cái này là tất cả cái gì của người ta thì mình đã thay thế thành của mình được đó. Hiệu ứng thì không thay đổi được nhé, nhưng mà chỉ thay đổi được nội dung, ví dụ như cái logo của nó đang là logo của một cái trang thương hiệu Envato ví dụ thế, thì mình sẽ chuyển nó thành một cái thương hiệu của mình, chẳng hạn như là bạn làm ở Viettel thì thay Viettel, hoặc bạn VTV thì thay VTV, hoặc là bạn là báo chí hoặc là một cái doanh nghiệp nào đấy, tên của công ty thì thay nó vào thành công ty của bạn thôi. Chưa? Đó. Thì là bài hôm nay thì là mình sẽ chỉ có giới thiệu qua một cái phần mềm như vậy thôi. Thì bây giờ các bạn đang nghỉ giải lao và mình sẽ điểm danh qua này. Cái phần mà liên quan đến phòng đào tạo là báo các bạn là vào đăng nhập vào cái phần tài khoản cá nhân, sau đó thì đánh giá lại cái đánh giá của các học viên đối với các chương trình học, đối với các giảng viên dạy và môi trường, hoặc là đóng góp cái gì các bạn có thể đăng nhập vào trong có ý kiến vào đấy nhá. Đó. Và bây giờ mình sẽ điểm danh nhá.